叔叔阿姨，大家好，请大家跟我和我的妈妈一起学习中文。OK, bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu bài ngày hôm nay. Chúng ta sẽ vừa nghe sư giáo sư giảng và vừa đọc theo thầy giáo nhí Quán Trung Nhuệ của chúng ta nhé. Thứ nhất đó là từ chảy nước mũi. Mấy ngày hôm nay thầy nhí của chúng ta là bị cảm mau và ngày nào thầy cũng bị chảy nước mũi, cho nên sư giáo sư dạy các bạn từ này. Chúng ta cùng đọc nhé. Liếu bí thị, Liếu là liếu chảy. bí thị. Liếu là chảy, bí thi là nước mũi, liếu bí thi là chảy nước mũi. Tiếp theo, tính toán chi ly hoặc là chấp nhận chúng ta nói là Chin chin chi chào, chin chin chi chào. tiếp theo, bát dùng một lần chúng ta nói là Yi ci xin wan, quản là cái bát, ý chữ sinh là mang tính chất một lần, ý chữ sinh quản nghĩa là bát dùng một lần, tương tự như等一thế.下，真的，我们一定要少用一次性碗，保护环境卫生，并且可以减少大自然对我们的负担。这样的话，可以让保洁阿姨们放松，而且还可以保护环境，不浪费资源。Tiếp theo, tương tự như thế, đũa dùng một lần chúng ta sẽ nói là一次性筷子，筷子là cái đũa, ý chữ sinh là mang tính chất một lần, ý chữ sinh筷子là đũa dùng một lần. Tiếp theo,听我统计一下，lần. Tiếp theo tương tự như thế, cốc dùng một lần, cái cốc là杯子và cốc dùng một lần chúng ta nói là一次性杯子。tiếp theo, có một bạn hỏi giáo sư là phân biệt từ ỷ quấy và rân quấy. Ỷ quấy có nghĩa là tưởng rằng, còn rân quấy có nghĩa là cho rằng, thể hiện ý kiến chủ quan. Ví dụ, tôi còn tưởng rằng anh ta sư cửa hảo rấn nợ, là người tốt cơ. Như vậy thì chúng ta thấy từ ý quế nghĩa là được rằng. Tiếp theo,我认为他是一个好人。tôi cho rằng tha sư cửa học vấn hoặc tha sư ý cửa học vấn, anh ấy là một người tốt. Chúng ta đọc lại nhé.我认为他是个好人。Ok. Tiếp theo,别以为有钱就了不起。đừng tưởng rằng nhiều tiền có tiền chiêu lẻ của chị thì là ghê gớm lắm.别以为有钱就了不起，Bia ý vậy, nhiều tiền chiêu lẻ我们来一个正常的语气。别以为有钱就了不起。của chị. Rồi. Vậy là thầy đang diễn một cái trong một cái ngữ cảnh. Ok, tiếp theo.他认为有钱就是幸福。Tha rân quẩy, anh ta cho rằng nhiều tiền có tiền chiêu sự chính là sinh phú hạnh phúc.他认为有钱就是幸福。Tiếp theo có bạn hỏi từ thuốc nam. Thuốc nam là thuốc của Việt Nam, loại thuốc truyền thống của Việt Nam. Chúng ta nói là越南药材。ok, tiếp theo, có bạn hỏi từ ăn chặn tiếng Trung nói thế nào? Ăn chặn chúng ta nói là坑是指一种不良行为，就比如说。我被他坑了300块钱。tôi bị anh ta không lỡ ăn chặn 300 khoai tiền, 300 tệ.跟大家说一下，坑钱的话属于非常不良行为，经理，如果你在中国或者其他国家的话，请您马上退回，不然的话坐牢3年起步。Tiếp theo có bạn hỏi là đổ thừa, tức là đổ lỗi sai lên người người khác. Chúng ta nói là把错误推卸到别人身上。再来.
把错误推卸到别人身上. 错误 là lỗi sai, 推卸 tức là đẩy chút bỏ khỏi bản thân mình. Tạo tới phía đơn sân sàng là lên trên người khác. 这属于一种不良行为，这个这种事情我们简称为甩锅. Tiếp theo có bạn hỏi từ nhân viên kho, chúng ta nói là 仓库工作人员，仓库工作人员. Trang khu nghĩa là nhà kho, cung chua rời yuán tức là những nhân viên làm việc hoặc là phụ trách. Còn nếu là từ nhân viên quản lý kho thì chúng ta nói là Trang khu quản lý yuán, trang khu quản lý yuán. Quản lý là quản lý yuán là nhân viên quản lý, trang khu là nhà kho. Trang khu quản lý yuán là nhân viên quản lý nhà kho. Tiếp theo có một bạn hỏi là cô giúp em phân biệt hai từ xiang và xiang, tức là cùng đọc là xiang nhưng mà hai chữ lại khác nhau. Chữ xiang thứ nhất là có bộ nhân đứng, còn chữ xiang thứ hai là không có bộ nhân đứng. Thứ nhất là chữ xiang này không có bộ nhân đứng. Nó có nghĩa là con voi hoặc là hình dáng hoặc dáng vẻ. Và chúng ta có một số từ ví dụ. Ta xiang, ta xiang. Ta xiang nghĩa là con voi. Xiang qi, xiang qi, cờ tướng. Như vậy là chúng ta thấy trong hai từ này thì chữ xiang là dùng chữ không có bộ nhân đứng. Tiếp theo chúng ta có các từ tiếp theo cũng là dùng chữ xiang này. Chúng ta cùng đọc nhé. Xiang zhong, xiang zhong, nghĩa là tượng trưng. Tiếp theo. Xiên xiang, xiên xiang. Tiếp theo. Qi xiang, qi xiang. Tiếp theo. Xiang xiang, xiang xiang. Tiếp theo. Xiang xiang li, xiang xiang li. Xiang xiang là tưởng tượng, xiang xiang li là chỉ tưởng tượng. Ví dụ ni ta xiang xiang li, chân phong phú là chỉ tưởng tượng của bạn thật là phong phú. Còn tiếp theo. Chou xiang, chou xiang. Chou xiang là chủ tượng. Tiếp theo. Xing xiang, xing xiang. Xing xiang nghĩa là hình tượng, tức là hình thức diện mạo hoặc là bộ mặt. Tiếp theo. Chú ý xing xiang, chú ý xing xiang. Chú ý xing xiang hình tượng, chú ý xing xiang là chú ý hình tượng. Tại chữ này từ trước mặt, chúng ta có thể thêm "请", "请注意形象". Ví dụ như là đi dép lê đến công ty và gặp khách hàng chẳng hạn, như thế là không chú ý xing xiang. Tiếp theo chúng ta có từ xiang xing zi, xiang xing zi, nghĩa là chữ tượng hình. Tiếp theo với chữ xiang mà có bộ nhân đằng trước thì nó sẽ có bốn nghĩa. Nghĩa thứ nhất là tượng hoặc là tranh ảnh về hình ảnh của con người. Ví dụ điêu xiang, điêu xiang. Điêu là điêu, điêu khắc. Xiang là tượng, điêu xiang là bức tượng. Tiếp theo. Tiếp theo. Phật xiang, Phật xiang, đầu xiang, đầu xiang. Đầu xiang là ảnh avatar, ví dụ như cái hình ảnh avatar chúng ta để ở Zalo, Facebook hoặc là WeChat là đầu xiang. 这里跟大家讲一件事，如果在网络上遇见你的仇人，不能对他的头像进行P图等恶意行为，这样在中国属于侵犯他人人身权。 可啊，也算属于网络违法行为。 OK, tiếp theo. 偶像, 偶像. 偶像 nghĩa là thần tượng. Tiếp theo. 摄像机, 摄像机. 摄像机 là máy quay camera. Tiếp theo, trong từ 好像, 好像 có nghĩa là hình như, thì chữ xiang này là chữ xiang có bộ nhân. Tiếp theo. Tiếp theo với nghĩa thứ ba của nó là giống hoặc giống như. Ví dụ. Tha de xin gỡ xiang tha ba ba. Tha de xin gỡ tính cách của cậu ấy. Xiang tha ba ba. Giống bố của cậu ấy. Tha de xin gỡ xiang tha ba ba. Tiếp theo, nghĩa thứ tư của nó là làm trợ từ trong cấu trúc A, xiang, đi, ý, yang. Và sau từ ý, yang có thể có tính từ nào đó hoặc là một cụm từ. Ví dụ
姐姐像妈妈一样温柔。姐姐像妈妈一样温柔。Nghĩa là chị gái tôi dịu dàng giống mẹ. Tiếp theo có một bạn hỏi chính khoản và phụ khoản nghĩa là gì? Phụ khoản thì có nghĩa là thanh toán. Còn chính khoản thì có nghĩa là chỉnh chiếu phụ khoản. Có nghĩa là mời hoặc là yêu cầu thanh toán. Ok, tiếp theo có một bạn hỏi là bị bom hàng hoặc là bị bùng hàng nó thế nào? Tức là bị bom hàng hoặc bị bùng hàng có nghĩa là bị khách hàng từ chối nhận hàng. Có thường là sẽ là cố ý và mang cái chủ ý không tốt. Thì chúng ta tiếng Trung chúng ta sẽ nói là bị khách hàng cố ý từ chối. Bị khách hàng cố ý từ chối. Bị là bị, khách hàng là khách hàng, cố ý là cố ý. Chuy sâu, chuy trong từ chuy chuy là từ chối, sâu nghĩa là nhận, chuy sâu nghĩa là từ chối nhận hàng. Bị khách hàng cố ý chuy sâu. Còn một cái mức độ cao hơn nữa đó là bị khách hàng ưa ý chuy sâu. Ưa là ác, ý là ý, ưa ý là ác ý, tức là mang một cái ý định rất là không tốt. Bị khách hàng ưa ý chuy sâu. Nghĩa là từ chối nhận hàng với một cái ý nghĩ, một cái ý định không tốt. Tiếp theo có bạn hỏi cực phẩm nhân gian. Chúng ta nói là Rần gian chí phỉnh. Rần gian chí phỉnh. Chí phỉnh là cực phẩm. Rần gian là nhân gian. Rần gian chí phỉnh, cực phẩm nhân gian. Và nó dùng cả với nghĩa tích cực và nghĩa tiêu cực. Có thể là dùng để chúng ta có thể chế nhạo một người hoặc khen ngợi một người. Tùy vào hoàn cảnh. Tiếp theo có bạn hỏi từ đặc và loãng tiếng Trung là thế nào? Đặc chúng ta nói là xấu. Ví dụ thái xấu là thái xấu là đã đặc quá. Ví dụ khi nấu cháo đặc quá chúng ta nói là thái xấu là. Còn nếu là đặc trong từ đậm đặc, cái gì đó rất là đậm đặc thì chúng ta nói là đúng. Ví dụ như là trang điểm rất là đậm hoặc là chúng ta cho quá nhiều thứ gia vị vào và chúng ta thấy nó đậm đặc quá, chúng ta nói là đúng. Tiếp theo còn loãng chúng ta nói là xí. Ví dụ thái xí là thái xí là thái xí là nghĩa là loãng quá. Thường là khi chúng ta cho ví dụ chúng ta trộn bột chẳng hạn, chúng ta cho nhiều nước quá mà ít bột quá chẳng hạn thì nó sẽ bị thái xí là. Còn ví dụ như trong từ si fan có nghĩa là cháo thì chúng ta thấy fan nghĩa là cơm, si là loãng, si fan nghĩa là cháo. Tiếp theo có một bạn hỏi là bố mẹ luôn hy sinh vì con cái nói thế nào? Chúng ta nói là phụ mụ tổng sư vì hài tử phụ chú. Phụ mụ, cha mẹ, tổng sư là luôn hoặc toàn có. Vì sấy phụ chú là dành trao hoặc là làm những cái điều gì cống hiến hoặc là hy sinh. Vậy hãy giữ cho con cái. Chúng ta đọc lại nhé. Phụ mụ tổng sư vì hãy giữ phụ chú. Tiếp theo có bạn nói là bạn luôn chê cô ấy xấu. Tiếng Trung nói thế nào? Chúng ta nói là Nì tổng sư xén chì ta trọng đờ bù hào khăn. Nó xin gọi cái chữ bởi. Chữ chữ hoa, giả mạng yếu kỳ số Nì tổng sư xén chì ta trọng đờ chổ. Đúng, chúng ta có thể nói là chẳng tờ phụ hào khan thì nghe nó nhẹ một chút. Còn nếu nói là chẳng tờ chẩu thì nó rất là sát nghĩa và nó hơi phũ. Ok, chúng ta đọc lại nhé. Nì tổng sư xén chì ta chẳng tờ phụ hào khan. Hoặc là Nì tổng sư xén chì ta chẳng tờ chẩu. Tiếp theo, có nét đẹp riêng chúng ta nói là Yào yi zhong dú thơ de mei. Dú thơ nghĩa là rất là đặc biệt, khác với những cái khác. Yào yi zhong dú thơ de mei nghĩa là có nét đẹp riêng. Tiếp theo có bạn hỏi có nụ cười xinh rất tỏa nắng, chúng ta nói là Yào yi ge chan lan de xiao rong. Xiao rong là nụ cười, chan lan là rất là rực rỡ, rất là rạng rỡ. Yào yi ge chan lan de xiao rong nghĩa là có nụ cười xinh rất tỏa nắng. Tiếp theo, bộ phim đầu tiên cô ấy, chúng ta nói là Tha pai de di yi bu dian yin. Di yi bu dian yin nghĩa là bộ phim đầu tiên, tha pai de mà cô ấy đóng.
khát phai tờ tí bộ tiền, nghĩa là bộ phim đầu tiên mà cô ấy đóng. Và trần học sư xin lưu ý với các bạn một chút, những khi mà các bạn để các câu hỏi ở dưới phần bình luận của bất cứ video nào đó ấy, thì nếu như các bạn muốn hỏi nhiều câu, muốn hỏi nhiều cái từ hoặc cụm từ thì các bạn hãy tách ra viết thành nhiều bình luận nhé. Như thế sẽ là ủng hộ giúp trần học sư có nhiều bình luận hơn, chứ cả một đoạn dài như này các bạn cho vào một bình luận thì trần học sư sẽ hơi bị lỗ một chút. Tiếp theo, có một bạn hỏi là để ủng hộ cô ấy chúng ta nói thế nào? Chúng ta nói là 为了支持他. Ví dụ 为了支持陈老师, 我每天都看中文518的视频. 为了支持陈老师, 哦, 支持王老师. Đúng. 我每天都, tôi mỗi ngày đều khan Trung Quân 513 tờ sư phín, xem các video của tiếng Trung 518. Trên lại. 为了支持陈老师,我每天都看中文 513 tờ sư phín. Ý hô yếu hãy yếu gia sang ý cơ, Wang lão sư, à, đúng không đúng? Tiếp theo, có bạn hỏi phân biệt tai, tai này và tai này. Đều đọc là tai nhưng mà chữ viết nó khác nhau. Các bạn hỏi là phân biệt hai chữ này như thế nào? Chữ viết khác nhau thì chắc chắn là ý nghĩa khác nhau rồi. Thứ nhất, tai này có nghĩa là mang theo, cầm theo, đem theo hoặc dẫn theo. Ví dụ, tài身份证了吗? Hoặc là 可以带上我吗? 可以带上我吗? Tai sang của mà có thể dẫn tôi đi cùng không? Ví dụ mình thấy hai người đi xem phim, mình muốn đi cùng, mình bảo khi tai sang của mà. Tiếp theo, còn chữ tai nghĩa là đeo hoặc là đội. Ví dụ, tai khẩu trang. Tai khẩu trang là đeo khẩu trang. Tiếp theo, tai xiang liên. Xiang liên là dây chuyền, tai xiang liên là đeo dây chuyền. Tiếp theo, tai sầu chúa. Sầu chúa là vòng đeo tay. Tai sầu chúa là đeo vòng đeo tay. Tiếp theo. Tai chìa chữ. Tai chìa chữ. Chìa chữ là cái nhẫn. Tai chìa chữ là đeo nhẫn. Tiếp theo. Tai ẩr hoán. Tai ẩr hoán. Ẩr hoán là bông tai. Tai ẩr hoán là đeo bông tai. Tiếp theo. Chuan thì nghĩa là mặc đi hoặc là xỏ. Ví dụ như là quần áo tất hoặc giày dép. Chúng ta có các từ ví dụ sau đây. Chuan y phụ. Chuan y phụ là mặc quần áo. Chuan hoa dư. Chuan hoa dư. Rất chân đi tiện. Tiếp theo. Chuan hoa dư. Chuan hoa dư. Nghĩa là sỏ tất. Tiếp theo. Chuan xế. Chuan xế. Chuan xế là đi giày. Còn chuan thua xế. Chuan thua xế nghĩa là đi dép lê. Bây giờ đố các bạn nha, đeo găng tay và đội mũ bảo hiểm chúng ta nói thế nào ạ? Đeo găng tay chúng ta sẽ nói là tai sầu thao. Còn đội mũ bảo hiểm chúng ta nói là tai thấu khuê. Tai thấu khuê nghĩa là đội mũ bảo hiểm. Và bài học chúng ta hôm nay đến đây là hết. Và Trần Lão Sư cùng với bé Trung Việt sẽ cùng hẹn gặp lại bạn. Và bé Trung Việt cùng với Trần Lão Sư sẽ hẹn gặp lại các bạn ở những bài học sau nhé. Bye bye. Xin chào tạm biệt các quan khán. Bye bye. Nhiều số xin chào sư sư ai ý được quan khán và chư chứ. Xin chào sư sư ai ý được quan khán và chư chứ. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ video này. Bye bye. Bye bye. Nghỉ khuân lắm mà.